Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con được ba bê lỡ các bạn, ba bê lỡ nha. Đó, con đầu tiên gặp được ba bê lỡ, con đầu tiên nha các bạn. Đó, chừng móng đồ hoàn thiện, con này có tàn sẵn các bạn, về mình chỉ vô béo thêm thôi các bạn. Đó, da mỏng tăng các bạn ơi, da mỏng tăng à, đòn dài có khung, hơi hiếu nuôi chút nha các bạn. Đó, dài hở đòn dài, da mỏng tăng. Đó, cái đòn hết biết luôn các bạn không, cái đòn dài sọc, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối, chân móng đi hoàn thiện hết xương cối các bạn. Đó, đích nè, đích vẫn có cơ nha các bạn, đây đích có cơ nè. Bò này to cao dền vàng lắm các bạn, bò này to cao dền vàng lắm, chúng mình sẽ đo cận cảnh chiều cao cho anh em thấy luôn nha. Đây, chân móng đi hoàn thiện hết, dài hở đòn dài. Đó, cái đòn nè, cái đòn dài hết biết luôn các bạn không. Da mỏng tăng các bạn ơi, da mỏng tăng nè, đích nè. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây, cao 1m27 bò, cao 1m27 bò. Đây, cao 1m27 bò. Đó, đo ngay giữa lưng cao 1m27 bò. Đây, cao 1m27 bò nè các bạn. Đó, bò lỡ nha, cao 1m27 bò nè các bạn. Đây, ngang ngón tay, đích nè, đo cận cảnh đích cho anh em thấy luôn. Đích cao 1m32, bò này tầm 15-16 tháng tuổi, cao 1m27 bò, đích cao 1m32. Dưới lưng cao 1m27, đích cao 1m32, tầm 15-16 tháng tuổi các bạn. Cặp được ba bê lỡ này thì chủ báo giá là 53 triệu các bạn, 53 triệu. Con này vàng khung có sẵn nha các bạn, về mình chỉ vô béo thêm nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đây, vàng chân móng nè, hoàn thiện hết, cao 1m27 bò, ba bê lỡ nha các bạn, đích cao 1m32, dài hở đòn dài, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, cái đòn nè, hết biết luôn, da mỏng tăng các bạn, da mỏng tăng nè. Bò tầm 15-16 tháng tuổi các bạn, bò tầm 15-16 tháng tuổi. Đó, giá 53 triệu bằng 53 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, con tiếp theo, ba bị lỡ luôn các bạn. Bò này thì tầm 14-15 tháng tuổi. Đó, dài hở đòn dài, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, ăn uống rất giỏi các bạn, chân móng nó hoàn thiện. Đó, xương cối, giá 53 triệu cặp được ba bê lỡ nữa các bạn, 53 triệu. Con này thì tầm 14-15 tháng tuổi các bạn, 14-15 tháng tuổi. Đó, các bạn thấy cái làm miệng nó lớn ngốn nè. Anh em nào có nhu cầu chỗ béo được ba bê thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, đòn dài nè, dài hở nè, chân móng đều hoàn thiện hết tất cả các bạn, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, cái đòn dài nè, da mỏng tăng các bạn ơi, hai được ba bê này con nào của da cũng mỏng tăng nè. Giá 53 triệu các bạn, 53 triệu. Đây, con này cao 1m2 bò nè các bạn, 1m2 bò, lưng một lưng cao 1m2 bò. Đây, cao 1m2 bò nè, đít nè, đít cao 1m24. Con này cao 1m2 bò, đít cao 1m24, bò tầm 14-15 tháng tuổi. Cặp được ba bê này thì chủ báo giá là 53 triệu các bạn, 53 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cặp được ba bê lỡ, cặp được ba bê lỡ, chủ báo giá là 53 triệu. Con này đích cơ nè các bạn không, hai tay đích tròn quay, đòn dài, da mỏng tăng. Đòn dài, da mỏng tăng, dai hở, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Hai tay đích nè, cơ muối nè. Bò này tầm 14-15 tháng tuổi nữa các bạn. Cặp được ba bê này thì chủ báo giá là 53 triệu bạn, 53 triệu.
Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, đòn hết biết luôn các bạn thấy không? Hai tà đít đầy nhóc luôn các bạn. Ba bê này ba bê lỡ nha các bạn. Bò này về các bạn đắp thịt cực kỳ nhanh luôn các bạn, nó có dàn khung sẵn nha. Con này lai sâu nó có ngang nè các bạn. Con này lai sâu nó có ngang nè. Dài hở sâu đòn dài. Hai con này ăn, con nào ăn uống cũng giỏi hết các bạn. Hai con này con nào ăn uống cũng giỏi hết các bạn. Giá 53 triệu các bạn, 53 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn và xin được báo giá lại cặp được 3 bê lỡ, chủ báo giá là 53 triệu. Con camera 7 bò, con camera 2. Giá 53 triệu.